thú vị người đàn ông tạo ra một cánh tay robot từ phế liệu tin từ bali nam dương một người đàn ông nam dương đã tạo ra một cánh tay robot từ những mảnh sát vụn anh nói rằng nó giúp anh sử dụng cánh tay trái bị liệt của mình chủ xưởng hàng là anh i wian sumadana bị đột quỵ cách đây 6 tháng khiến cánh tay anh bị tê liệt không thể làm việc và lo toan cho gia đình anh đã sử dụng các kỹ năng của mình để tạo ra một chiếc nẹp tay làm từ mảnh kim loại vụn tại xưởng cơ khí của anh theo wian nó gắn liền với một đầu truyền động, truyền năng lực theo ý muốn của anh đến cánh tay robot. Mặc dù phát minh của anh không được sự giúp đỡ từ khoa học, nhưng nó đã khiến anh trở nên nổi tiếng ở địa phương, người ta còn đặc biệt danh cho anh là Iron Man và câu chuyện của anh là một người đàn ông khiêm nhường, người đã vượt qua được khuyết tật của mình để nuôi gia đình. Tuy nhiên cũng có người nói rằng, nguồn tin về phát minh mới của anh chỉ là lừa bịp. Vợ anh nói mặc dù Wai Anh đã có thể dùng lại cánh tay trái nhờ vào phát minh này, cuộc đời của họ vẫn còn gian nan và chồng của cô bị buộc phải ngừng uống thuốc vì không còn đủ tiền dành dụng. Truyền thông địa phương cho biết, thống đốc Bali đã rất xúc động trước câu chuyện của anh. Ông đã tới thăm Wai Anh và biếu tặng 50 triệu tiền Nam Dương, tương đương với 3.600 Mỹ Kim, để giúp anh có thể tiếp tục trị bệnh.